Và liền mạch trong những ca khúc, những sáng tác mang đậm chất tình tự quê hương đó, có lẽ không thể không nhắc đến ca khúc Bóng cây cơ nia. Một ca khúc mà nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã từng ấp ủ ngay từ những năm 1959, mà mãi đến tận 1971 thì cái duyên nó mới chín để cho ca khúc này ra đời. Và ngay lập tức nó đã có một sức sống trường tồn và trở thành một trong những sáng tác nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Và trong đêm nhạc đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại ca khúc này với giọng hát của nữ ca sĩ đã từng đăng quang giải nhất tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cách đây 21 năm, cũng chính với ca khúc này. Đó là ca sĩ nào? Mời quý vị cùng thưởng thức.
Thưa quý vị, nữ ca sĩ Thu Minh và nghệ sĩ đàn drum Hồ Nga. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hồ Nga và xin được lưu giữ Thu Minh ở lại trên sân khấu đôi chút, bởi vì là chúng tôi rất là muốn biết cảm nghĩ của bạn khi mà hát cách đây 21 năm, khi mà em được bước lên cái vị trí cao nhất của mùa giải tiếng hát truyền hình năm ấy, và ngày hôm nay sau 21 năm thì cảm xúc nó có cái gì giống và có cái gì khác biệt? Và lời đầu tiên cho Thu Minh nói, cho phép Thu Minh cháu chào bác ạ. Cháu chào bác Phan Hoàng Việt. Và cho cháu, cho bố cháu gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến bác. Dạ vâng. Bài hát này đối với Thu Minh có rất nhiều ý nghĩa và kỷ niệm. Có thể nói đây là một ca khúc người lớn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Thu Minh. Từ lúc bé thì Minh tham gia và hát rất là nhiều, trình diễn rất là nhiều trên sân khấu rồi, nhưng mà toàn hát những cái bài thiếu nhi thôi. Khi mà đăng ký dự thi tiếng hát truyền hình thì bố đã chọn cái bài hát này cho Thu Minh, bởi vì đây cũng là một trong số những bài hát tủ của bố. Và với những cái căn bản luyến láy trong từng câu chữ của bài hát này thì cho tới giờ này thì Minh vẫn còn đem nguyên bản của những gì mà bố dạy Minh để hát cái ca khúc này. Nhưng mà thời gian trôi qua, kinh nghiệm, kiến thức và cái sự già dặn ở trên sân khấu của Minh, như chị cũng đã nói là 20 năm rồi, thì bây giờ chắc có lẽ rằng là cũng phải nói đùa một chút xíu, gọi là cũng phải cáo hóa hành tinh rồi. Vâng, và thật sự rằng là cứ mỗi năm Minh hát cái bài hát này thì Minh luôn luôn muốn có một cái sự tươi mới. Và ngày hôm nay có lẽ là lâu rồi bác không nghe cháu hát lại ca khúc này. Có lẽ bác vẫn cứ tưởng tượng rằng là một cái cô bé 16 tuổi mà năm đó bác chấm thi
cho cháu. Vâng, thì bác thấy đến ngày hôm nay cháu khác, nhưng mà cháu có những cái phần ở trong bài hát cháu hát ngẫu hứng và tung hứng với cả chị Hồ Nga, chị đàn thương, để mà làm cho cái bài hát này một lần nữa thêm một cái luồng gió mới, một hơi thở mới của những người trẻ tuổi như cháu, và cho những bậc đàn em của cháu nữa. Mãi mãi chúng cháu phải luôn luôn nhớ đến bài hát này, để luôn luôn nhớ đến, ghi nhớ công ơn của các bậc đàn anh, đàn chú, cũng như rằng là ghi nhớ một sự tự hào dân tộc, cũng như là luôn luôn phải nói với chính bản thân mình rằng là mình phải xứng đáng với những điều này. Dạ, xin được cảm ơn. Cảm ơn Phương Minh rất là nhiều vì những lời chia sẻ rất là thật lòng của em. Và chúc em sẽ còn hát hay bài hát này thêm nhiều năm về tới. Cảm ơn Phương Minh rất nhiều. Cháu chào bác và xin chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn.